1641 thì các anh chị có thể tham khảo thêm. Thứ ba là các khoản phụ cấp trợ cấp, thì cái này tôi cũng xin phép là tôi cũng không nói vào chi tiết nữa, bởi vì là cái này thì rất là nhiều các anh chị hỏi và các doanh nghiệp mới thành lập thì mọi người rất là quan tâm là nên phân bổ bảng lương như thế nào để làm sao để hài hòa. Tôi dùng cụm từ đây là tôi dùng từ hài hòa cho nó mỹ miều đi ạ. Về bản chất thì là rất là nhiều các câu hỏi gửi về, đấy là làm gì ạ, làm sao mà để giảm, đúng không, để giảm cái thuế, giảm bảo hiểm nhiều nhất. Nhưng tôi cứ dùng cái từ đấy thì nhiều khi kiểu viết tư vấn lại viết ra ý kiến thì nó lại không dùng được những cụm từ nhạy cảm đấy. Nhưng anh chị hiểu là theo quy định, đúng không ạ, và theo cái các cái hiện nay thì chúng ta cần tham khảo một số cái mốc về các khoản phụ cấp trợ cấp, và chúng tôi có tổng hợp lại ở trên này. Thì các khoản này sẽ có những mức bị giới hạn, ví dụ như là tiền trang phục chẳng hạn, đúng không ạ, thì các anh chị thấy rằng nó không bị tính thuế nhập cá nhân và cũng không bị tính bảo hiểm, và được tính tối đa và chi phí được trừ là 5 triệu đồng một năm, được tính bằng tiền đó nhé. Đấy, rồi là những cái khoản mà chi khác như phụ cấp gì đó, phụ cấp A, phụ cấp B, phụ cấp C chúng tôi liệt kê ra đây. Thì trong quá trình mà thiết kế bảng lương thì các anh chị cũng có thể cân nhắc để các anh chị vận dụng cái điều này, đúng không, vào trong cái việc mà doanh nghiệp tính toán và xem trên bảng lương như thế nào là phù hợp, đúng không? Cái này thì nó không phải là làm sai luật, mà thực tế đây là các khoản phụ cấp trợ cấp theo đúng toàn bộ với các quy định mà. Cái quan trọng là chúng ta làm kế toán thì chúng ta có nắm được hết hay không thôi, và chúng ta có đủ thông tin để chúng ta tổng hợp lại thành một cái bảng mà chúng ta sẽ có thể là khi mà hỏi đến khoản nào chúng ta cũng biết để chúng ta giải trình hay không, được chưa? Đấy, thì chúng tôi đây, cái bảng này chúng tôi có tổng hợp trên cơ sở là thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và bảo hiểm, được chưa? Thì chúng ta lưu ý và chúng ta xem giúp tôi trong cái bảng này. Còn tôi cũng không nhắc lại từng khoản đây nữa bởi vì nó rất là mất thời gian. Nếu mà có câu hỏi gì thì các anh chị cứ gửi lại cho chúng tôi ở đây nhé. Thế còn lại về thông tin chi tiết thì trong slide này có thôi. Có câu hỏi okay. Trong phần này hôm trước thì trong các bạn cũng hỏi trong nhóm ôn tập, rồi thêm nữa là trong danh sách câu hỏi các bạn gửi lại thì cũng mình cũng thấy có câu hỏi này, nó liên quan đến khoản chi tiền điện thoại và xăng xe. Điện thoại và xăng xe thì như bạn Việt Anh vừa nãy có nói, thì thực tế mà nói thì tùy theo quy chế của từng công ty, thì theo chính sách lương của từng công ty, thang bảng lương từng công ty và cái cách mà chúng ta đang định nghĩa nó như thế nào và bản chất của các khoản chi đấy tại công ty mình như thế nào, mà khoản chi điện thoại, chi xăng xe đấy thì nó có thể là các khoản lợi ích khác, các khoản chi khác trên căn cứ theo Bộ Luật Lao Động ấy, thì nó được phân vào cái nhóm đấy. Nhưng trong một số trường hợp thì nó lại được coi là các khoản khoán chi. Vậy thì trong trường hợp này cái ứng xử về thuế thu nhập cá nhân nó sẽ như thế nào? Mình thấy các bạn quan tâm khá nhiều đặc biệt liên quan đến phần điện thoại và xăng xe, vì nhiều khi là các bạn muốn cân đối cái khoản đấy chia nhỏ ra thì có thể là để cho một là giảm bảo hiểm chẳng hạn, cái thứ hai nữa là nghe nhiều khoản phụ cấp trợ cấp khoán chi nghe thu hút hơn, không lao động thu hút hơn. Thì trong trường hợp như vậy thì muốn được mục đích này, nhưng không biết là đối với mục đích thuế thu nhập cá nhân nó có vấn đề gì không đó. Nên là đoạn đấy là đoạn nhiều người quan tâm lắm, đặc biệt là điện thoại xăng xe với đội sale. Đội sale hoặc đội thị trường có vẻ là phát sinh khá là nhiều. Đáng lẽ là em nghĩ là kể cả như mà boss chắc là cũng phải nghĩ đến cái phụ cấp điện thoại ấy, chứ em đang dùng cái này đúng rồi, cái này thì chắc là không biết bao nhiêu cho đủ. Làm đề xuất đi. Ok, thì cái câu chuyện ở đây là câu chuyện về phụ cấp điện thoại xăng xe. Thì chúng ta tại vì như này này, câu chuyện là rất là nhiều bạn kế toán, bắt đầu các bạn mới ấy, là các bạn cứ nghe loáng thoáng ở đâu ấy, đúng không, hoặc là chúng ta đọc nhưng mà chúng ta không đi tìm từ gốc là các cái văn bản hướng dẫn ấy, thì chúng ta cứ hay nghe thấy là các công ty hay cho phụ cấp điện thoại và xăng xe vào. Và vì sao lại cho như vậy thì đấy, các bạn sẽ nhìn thấy là trên cái bảng này của chúng tôi so sánh thì chúng tôi cũng đã thấy phân biệt được cái sự khác biệt, đúng không ạ, về cái chính sách bảo hiểm của nó cũng như chính sách thuế đối với phụ cấp điện thoại và xăng xe. Nhưng mà còn về cái ứng xử cụ thể của nó thì mọi người có thể nhìn thấy ở đây là theo cái vẫn là một cái hướng dẫn này từ năm 16 cơ, nhưng mà bởi vì luật thuế thu nhập cá nhân nó cũng không thay đổi nên là hiện nay thì nó vẫn đang áp dụng. Đấy là đối với khoản chi điện thoại cho cá nhân thì theo Tổng cục Thuế nhé. Và các mọi người sẽ nhìn thấy là ở đây thì Tổng cục Thuế đang trả lời nói chung là rất là tinh tế. Đấy là đang đưa khoản chi điện thoại về một cái mục, đấy là mục khoán chi về công tác phí, đúng không ạ, công văn số 1166 Tổng cục Thuế. Nó đưa một dạng là điện thoại là khoản khoán chi về công tác phí, và như vậy thì chúng ta thấy rằng là khoản khoán chi điện thoại thì về nguyên tắc nó sẽ không phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Đây là phải khẳng định lại đã,
Đúng không ạ? Thì nếu mà về nguyên tắc thì nó sẽ không phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Nhưng tuy nhiên thì nảy sinh ra hai vấn đề ở đây, và trong thực tế nó thường xuyên nó gặp phải vướng mắc. Câu chuyện thứ nhất đặt ra đó là nếu mà khoản chi điện thoại này chắc chắn không phải là nó giống với lại kiểu chi đi công tác rồi. À, tôi không phải tháng nào mới đi thì mới có, mà điện thoại thì hầu như tháng nào chúng ta cũng dùng, đúng không ạ? Ai ở đây thì cũng dùng smartphone, và thậm chí có những người để dính vào smartphone còn nhiều hơn cả thời gian mà bây giờ chúng ta dành cho trực tiếp để chúng ta dành cho cá nhân ấy. Đấy, thì chúng ta thấy rằng là cái việc mà chi điện thoại thì cái thường xuyên nó sẽ phát sinh rồi. Và khi nếu mà giả sử một tình huống đặt ra là nó được trả, câu chuyện thứ nhất là trả cái dạng phụ cấp hàng tháng vào lương của chúng ta, thì nó có bị xem như là một khoản thu nhập chịu thuế không, thì tôi cũng khẳng định luôn nhé là hiện nay ứng xử của các cơ quan thuế đối với điểm này không giống nhau. Mà ngay mới gần đây thôi thì tôi đọc, trước đây thì lâu lâu rồi thì tôi đọc một cái công văn của Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ấy, thì họ đang đưa cái khoản này là vào nhóm các khoản phụ cấp trợ cấp chứ không đưa vào khoản công tác phí. Và vì vậy nên khi nó là phụ cấp trợ cấp thì nếu nó được trả hàng tháng thì coi như nó phải được tính vào trong thu nhập chịu thuế. Đấy, thì tôi thấy cái quan điểm này thì nó thực ra thì nó cũng không đúng lắm, bởi vì là khoán chi điện thoại thì hầu như là chúng ta thấy rằng là nó là cái khoản phục vụ cho công việc đấy chứ, đúng không? Thì dù nó được trả một hình thức nào thì về bản chất nó vẫn phục vụ công việc mà, đúng không ạ? Đấy. Thế nhưng mà mới gần đây thì tôi lại cập nhật được ở bên Long An ấy, thì cái câu trả lời của họ cũng lại đang theo một cái chiều hướng tương tự như vậy. Có nghĩa là nếu mà để, nói chung là có thể nó chỉ khác nhau về danh nghĩa thôi, đúng không ạ? Là nếu mà để cho dạng là phụ cấp thì nó sẽ rất là rủi ro trong trường hợp là khi mà chúng ta đưa ra để giải trình, bởi vì phụ cấp thì nó thể hiện rõ quá rồi, đúng không ạ? Nó là nằm trong danh mục những khoản chịu thuế thu nhập cá nhân rồi đấy. Thì đây là cái điểm thứ nhất mà chúng ta cần lưu ý nhé. Và thực tế thì cái đoạn này cũng là đoạn mà bởi vì bản thân là các câu thuế khác nhau thì cũng không có ứng xử giống nhau, nên tất nhiên chúng ta cũng có phương án, đúng không ạ? Là nếu mà chúng ta rủi ro, chúng ta không thích rủi ro thì chúng ta đưa hết hoặc tính hết đi, đúng không? Thế còn nếu mà chúng ta chấp nhận rủi ro thì chúng ta phải nghĩ đến hướng giải trình, và hướng giải trình của chúng ta đấy là cơ sở chúng ta xem xét đối với điều kiện về khoán chi đối với công tác phí, đúng không ạ? Đấy. Thế còn cái câu thứ hai, mà câu chuyện thứ hai đặt ra ở đây đối với phần tiền điện thoại, đấy là mức chi như thế nào là hợp lý, đúng không? Thì rất nhiều người hỏi chúng tôi là thế thì chả lẽ là cứ khoán cho người lao động một tháng 2-3 triệu tiền điện thoại thì cũng được chấp nhận là hợp lý ư? Hay là ví dụ như là điện thoại thì bộ phận nào cũng sẽ có thể sử dụng được khoán chi điện thoại thì có hợp lý hay không, đúng không ạ? Đấy, thì cái này thì nói thật là chúng ta, cái luật thuế thu nhập cá nhân thì từ năm 2015 khi mà họ sửa, luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì sửa năm 2014 ấy, thì cái quy định ấy, nó thay đổi ở này, thì chúng ta lưu ý này là mặc dù thì hiện nay thì nó đã thoát ra khỏi được các cái điều chỉnh theo pháp luật của nhà nước nhé, tức là theo các cái hướng dẫn của Bộ Tài chính liên quan đến công tác phí, liên quan đến hội nghị vân vân ấy. Thế nhưng mà nói thật ấy, là cơ sở để xác định mức chi hợp lý thì ở Việt Nam nó vẫn bị một cái gì đấy, nó vẫn bị một cái gì đấy là nếu mà không có một cái nguồn nào để tham khảo theo một cái mức cụ thể thì cơ quan thuế, đúng không ạ, thì các cơ quan kiểm tra người ta vẫn sẽ quay về người ta tham khảo với các quy định của nhà nước. Và khi đấy thì ví dụ như chẳng hạn với tiền điện thoại này thì anh chị nào mà theo dõi sẽ thấy rất là rõ là Bộ Tài chính có ban hành riêng một quyết định liên quan đến chế độ chi của các cơ quan trực thuộc bộ của mình. Đấy. Và khi mà bởi vì luật thuế thì mặc dù là người ta cho phép là doanh nghiệp được quyền tự quyết, đúng không ạ, và trong quyền có quy định ở trong quy chế là được, thế nhưng nếu gài với nó thì nó lại có một cái quyền của con thuế là quyền được ấn định. Thế rõ ràng là nếu mà mức chi mà không phù hợp, mức chi mà không hợp lý thì con thuế có quyền người ta ấn định lại cái gì ạ? Và khi mà người ta ấn định lại thì đấy, một trong các cơ sở để người ta xem ấy, đó chính là các cái quy định của nhà nước, đúng không? Đấy, thì có thể chúng tôi sẽ gửi lại cái quyết định số 1099 của Bộ Tài chính liên quan đến đoạn này, thì các anh chị có thể tham khảo thêm cả về những cái chứng từ cần phải chuẩn bị cũng như là cái mức chi hợp lý là như thế nào. Ok. Vẫn liên quan đến phần phụ cấp trợ cấp này thì có một cái đoạn là phụ cấp chuyển vùng một lần, thì tôi chỉ có một lưu ý nhỏ thôi. Theo công văn 3 số 9 của Cục Thuế Bắc Ninh ấy, công văn này thì đã có một cái điểm vạch chân, có một cái điểm vạch chân ở đây, đấy là gì ạ? Đấy là cái khoản trợ cấp chuyển vùng một lần này thì phải chi trả một lần ngay trong kỳ tính thuế đầu tiên. Thì đây cũng là một cái điểm mà tôi thấy một số bạn hỏi, đấy là nếu mà trợ cấp chuyển vùng một lần mà trong quá trình người lao động làm việc tại Việt Nam, đúng không ạ, thì nhận được cái khoản này gọi là trợ cấp chuyển vùng một lần sang Việt Nam, tháng nào cũng nhận được như vậy thì có được miễn thuế hay không, thì khả năng cao là không, bởi vì là người ta dùng cái cụm từ là một lần mà, đúng không ạ, thì sẽ được tính một lần, đây chúng ta hiểu là một lần chi trả, được chưa? Đấy. Và cái địa điểm thứ hai nữa ở đây, đấy là nếu mà phụ cấp chuyển vùng một lần nhưng mà là chuyển vùng từ Việt Nam về lại nước,
rất là nhiều công ty là khi mà về từ Việt Nam về lại cái nước mà cá nhân đó đã làm việc trước đấy ấy, thì người ta cũng cho trợ cấp, thì nhưng cái trợ cấp chuyển vùng đấy thì không được gọi là cấp chuyển vùng một lần theo chiều đến Việt Nam nhé. Đấy, thì chúng ta nhớ cho tôi có hai điểm này liên quan đến khoản trợ cấp chuyển vùng một lần, và chúng ta có thể nốt lại điểm này. Bên đấy thì chị đang có nhận được câu hỏi đấy không Trợ cấp chuyển vùng một lần hả? ạ? À, trợ cấp chuyển vùng một lần có một câu hỏi là cái kiểu dạng mà theo kiểu trả ví dụ như chi phí vận chuyển đồ ấy. Đoạn này thì sao? Nghĩa là khi các bác ý cũng là lần đầu tiên đến Việt Nam công tác đi, nó sẽ phát sinh không phải là trả ví dụ dạng bằng tiền mà là có cái chi phí vận chuyển đồ dùng sinh hoạt hành lý của người ta ấy ạ, sang Việt Nam. Thế trong trường hợp đấy, thuế thu nhập cá nhân sẽ xử lý như nào? Cái này thì trong luật thì sẽ không có đâu, nhưng mà nếu mà trong hướng dẫn thì các anh chị có thể tham khảo là có một cái hướng dẫn riêng ấy của Tổng cục Thuế rồi. Tôi không nhớ chính xác công văn này là công văn số bao nhiêu, nhưng mà nếu các anh chị search cái bản tin của Vinapass thì chúng tôi đã viết về vấn đề này một lần rồi. Đấy là cái khoản trợ cấp chuyển vùng một lần này có thể bao gồm cả phần vận chuyển đồ đạc cho gia đình luôn nhé, cho gia đình, cho vợ con luôn ấy. Đấy thì các anh chị có thể tham khảo thêm cái số công văn, tôi không nhớ chính xác nữa. Thì sau buổi này có thể đây là một câu hỏi để chúng tôi sẽ trả lời.